Tỷ tỷ đạp gió, trailer tập 3, Chibu chính thức lên chức đội trưởng nhá hàng màn nhào lộn. Đúng như những đồn đoán thời gian qua, trong trailer tập 3, Chibu chính thức lên chức đội trưởng. Không những vậy, tiết mục nhào lộn trên không gây xôn xao thời gian qua của nữ ca sĩ cũng chính thức được nhá hàng. Nhờ màn thể hiện nhiều màu sắc với Si Tình trong tập 2 đạp gió 2022, Chibu cùng đồng đội Ella, Trương Gia Nghi, Ngô Thiến đã xuất sắc đạt hạng nhất trong phần thi đấu nhóm 4 người với tổng số 853 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc các thành viên trong nhóm thi đấu của đại diện Việt Nam không ai bị loại và được đặt cách vào thẳng vòng trong. Trong trailer tập 3 mà đạp gió 2023 vừa nhá hàng với khán giả, người hâm mộ bất ngờ khi Chibu trở thành đội trưởng. Theo quan sát của cư dân mạng, ở vòng thi công diễn 2, Chibu sẽ tạo nhóm 3 người, ca khúc mà cô sẽ thể hiện là Mê Điệt Hương của Châu Kiệt Luân. Mỹ nhân Việt Nam đứng trên bục dõng dạc gọi tên ca sĩ Cung Lâm Na, đáp lại giọng ca người Trung Quốc có biểu cảm vô cùng phấn khích. Netizen truy đoán ngoài Cung Lâm Na sẽ còn một nghệ sĩ khác vào đội Chibu. Vị trí Chibu đứng có đến 3 chiếc ghế, đồng nghĩa với việc sẽ có thêm 2 nghệ sĩ khác vào đội. Trước đó, thông tin Chibu trở thành đội trưởng đã được lan truyền trên mạng xã hội trước khi trailer được tung ra. Đáng nói, Cung Lâm Na được xem là báu vật âm nhạc quốc gia Trung Quốc. Giọng ca của cô được ví như tiếng chim hót suối chảy. Sau khi trailer được tung ra, xác thực tin đồn này là chính xác. Netizen lại có fan bàn tán xôn xao vì giọng hát Chibu vốn không được đánh giá cao. Để chuẩn bị cho đêm công diễn 2, dàn nghệ sĩ đã gặp nhiều áp lực trong hậu trường. Ai nấy đều lo lắng tập luyện tích cực để không bị loại trong vòng thi sắp tới. Trong trailer tập 3, Chibu còn khiến netizen hào hứng với màn đu dây nhào lộn hết sức mượt mà. Điều này hoàn toàn trùng khớp với tiết mục của khán giả theo dõi trực tiếp chương trình trước đó. Theo như lời các fan đi xem vòng công diễn 2, Chibu sẽ có một màn nhào lộn trên không trung và nhận được số phiếu bầu nhiều thứ hai. Nhiều khán giả đã bị sốc khi xem màn trình diễn của nữ ca sĩ đóa hoa hồng trên sân khấu kết hợp giữa nước và lửa. Thậm chí một netizen còn tiết lộ rằng Chibu đã nỗ lực nói tiếng Trung Quốc để kêu gọi bình chọn cho nhóm của mình. Với kinh nghiệm biểu diễn nhào lộn với vòng trên không có sẵn từ trước thì màn trình diễn lần này của Chibu có thể khiến khán giả yên tâm phần nào. Có thể thấy nữ ca sĩ luôn biết cách tạo điểm nhấn cho các tiết mục biểu diễn của mình. Trước đó là màn bay váy với đóa hoa hồng và nay là màn nhào lộn trên không, chắc chắn sẽ tiếp tục gây sốt khắp mạng xã hội xứ Trung. Vừa qua, đội diễn Si Tình của Ella, Chibu, Trương Gia Nghi, Ngô Thiến đã xuất sắc giành hạng nhất trong phần thi đấu nhóm, vòng công diễn đầu tiên của đạp gió 2023. Để có được thành tích này, các thành viên đã trải qua quá trình tập luyện hết sức vất vả, đặc biệt là Ngô Thiến. Là nữ diễn viên duy nhất chưa từng có kinh nghiệm sân khấu, Ngô Thiến gặp khó khăn khi luyện vũ đạo cho Si Tình. Người đẹp lúc đầu đã có màn học động tác cứng đơ, sau đó lại thở dài vì không thể bắt kịp đồng đội. Trong hậu trường, Ngô Thiến thẳng thắn nói về điểm yếu của mình. Ba người họ đã nhảy gần chục năm rồi, thậm chí chị Ella đã nhảy được hơn 20 năm rồi. Còn tôi thật sự bắt đầu từ con số 0. Khi nhảy ba người họ đứng đó, tôi đứng bên này tiết tấu không đúng. Nhìn thấy lỗi sai rất rõ ràng, tôi rất khó có thể chấp nhận được. Người ta tập tốt như vậy, mình dựa vào đâu mà chỉ vì sai sót của bản thân để họ phải bị loại chứ? Tôi lấy gì để chịu trách nhiệm nếu việc này xảy ra đây? Biết được khó khăn của Ngô Thiến, ba thành viên còn lại đều hết mình khích lệ đồng đội. Ella đã chủ động hỏi han, chị hỏi em này Thiến Thiến, em đã nhớ động tác chưa? Thứ tự các động tác ấy. Khi nghe đàn em cho biết chưa nhớ lắm, cựu thành viên SHK động viên, vẫn chưa quen thôi, không sao đâu. Nếu em chưa nhớ, em có thể nhìn gương, em không cần quá lo lắng như vậy. Không giỏi ngôn ngữ tiếng Trung, Chibu đã có cách vực dậy tinh thần Ngô Thiến khác hẳn các nghệ sĩ Hoa ngữ. Nhận thấy Ngô Thiến ủ rũ, Chibu đã nhấc bổng nữ diễn viên Trung Quốc còn chọc cười đồng đội của mình. Khoảnh khắc ngọt ngào này của Chibu và Ngô Thiến khiến người hâm mộ phải tan chảy.